Tại các địa phương trong tỉnh, trà lúa xuân đang trong giai đoạn sinh trưởng. Một số diện tích cấy sớm đã đứng cái làm đồng. Thời tiết những ngày qua, mưa nắng đan xen khiến cho một số loại sâu bệnh, nhất là bệnh khô vằn, đạo ôn lá phát sinh gây hại. Do vậy, ngành chuyên môn và bà con cần theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng trừ, bảo vệ diện tích lúa, ghi nhận tại huyện Bát Sát. Ngay từ sáng sớm, ông Đào Đình Trụ đã ra thăm đồng, kiểm tra tình hình sâu bệnh trên cây lúa. Một vài diện tích nhỏ trên chân ruộng đã có dấu hiệu của bệnh khô vằn và đạo ôn. Theo kinh nghiệm của ông Trụ, những dấu hiệu này cần phải phun thuốc phòng trừ kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng. Nói chung là năm nào cũng gần như là cái bệnh đạo ôn, là như năm nay được cái là bao dày với lại sâu cuốn lá là năm nay rất hạn chế so với mọi năm. Mọi năm là bây giờ là sâu cuốn lá là nó còn trắng, bao dày nó bay nhiều nhưng nó lại ít. Đạo ôn và khô vằn là hai loại bệnh có khả năng gây hại cao, kéo dài trong suốt quá trình sinh trưởng của cây lúa, thường gây cháy lá ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đồng và gây hại cổ bông giai đoạn lúa trổ, ảnh hưởng lớn đến năng suất. Do vậy, khi phát hiện dấu hiệu của bệnh, bà con tiến hành phun thuốc phòng trừ kịp thời. Thời kỳ này lúa phát triển rất nhanh, nếu không theo dõi sát thì rất dễ bị sâu bệnh. Khi mà phát hiện bệnh thì mình báo cán bộ khuyến nông để cùng xuống ruộng xem và tư vấn phun thuốc phòng trừ. Vụ xuân năm nay Bát Sát gieo cấy trên 1.000 hecta lúa. Nếu như ở các địa phương khác người dân chủ yếu gieo mạ đúng trà chính vụ thì ở Bát Sát do đặc thù canh tác, bà con thường chia làm 3 trà gồm trà sớm và trà chính ở vùng thấp, còn trà muộn sẽ cấy tại một số địa bàn vùng cao. Năm nay thời tiết thất thường, nắng mưa đan xen đã tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển gây hại, nhất là trên diện tích trà xuân sớm. Ngành chuyên môn đang tích cực vào cuộc cùng bà con theo dõi sát diễn biến sâu bệnh để có hướng xử lý kịp thời. Đối với lại người dân ấy, thứ nhất là phải tăng cường kiểm tra đồng ruộng, thứ nhất là phải 2 ngày chúng ta kiểm tra một lần, đấy tối thiểu 2 ngày kiểm tra một lần. Đấy là hai là chúng ta là khi có đối tượng sâu bệnh gây hại lạ thì chúng ta cần phải là thông tin đến cơ quan chuyên môn để chúng tôi có những biện pháp xử lý kịp thời. Theo khuyên cáo của ngành chuyên môn, cuối tháng 4, đầu tháng 5 là thời điểm sâu bệnh bùng phát mạnh. Do đó, ngay từ bây giờ, bà con cần tăng cường bám nắm đồng ruộng, phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh để chủ động các biện pháp phòng trừ, đảm bảo năng suất, sản lượng vụ lúa xuân.